bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19, người đầu tiên được phát hiện tại quán bar Bertha chuyển biến xấu. Cảnh báo cướp giật gia tăng trong mùa dịch. Những nghĩa cử cao đẹp lan tỏa cộng đồng. Tôi là Bích Hồng cùng bạn dẫn Quang Huy của bản tin nóng 24 giờ xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thông qua thời lượng 30 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tải đến cho quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất, đặc biệt là những diễn tiến mới liên quan đến đại dịch Covid-19. Cùng với đó là rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân và hành động đầy cảm động của một em học sinh tiểu học sẻ chia vì cộng đồng. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin nóng đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, tính từ thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, chúng ta chỉ ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân là F3 trong tổng số 241 bệnh nhân được ghi nhận tới sáng nay, ngày 6 tháng 4. Và 2 trường hợp này đến từ 2 ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và quán bar Buha, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, và riêng với các ca nhiễm liên quan tới quán bar Bertha, thành phố Hồ Chí Minh thì đến nay bệnh nhân thứ 91 là phi công người Anh, cũng là ca nhiễm đầu tiên ở ổ dịch này. Bệnh tình đang chuyển biến xấu, phải thở máy. Sáng ngày 6 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã có 53 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 22 ca xuất viện, có 18 ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại quán Bertha, gồm 13 người từng đi bar Bertha vào ngày 14 tháng 3 và 5 người tiếp xúc gần F1 với 13 người kể trên. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã xác định được hơn 255 người từng đến ổ dịch Covid-19 tại quán bar Bertha vào ngày 14 tháng 3. Cũng theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ca số 91, một phi công người Anh đang sốt cao, suy hô hấp, đang hỗ trợ thở máy, X-quang phổi còn hình ảnh tổn thương. Hiện ca số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định đang được theo dõi điều trị. Ngoài ra, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 6.266 ca tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 5 tháng 4 đang được theo dõi. 2 ca nghi ngờ đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp theo là một thông tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Chiều nay, bác sĩ Dương Thị Lợi, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận, bệnh nhân số 36 đã có kết quả âm tính lần 1. Khi vừa có kết quả, các y bác sĩ đã vỗ tay reo hò trong sự vui mừng lẫn nước mắt. Như vậy, đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 9 trường hợp nhiễm Covid-19 của tỉnh cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 64 tuổi này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi điều trị cách ly cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Tính đến hôm nay ngày 6 tháng 4, tỉnh Bình Thuận không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm Covid-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn hàng chục ngàn người trên thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16, trong đó cấm tập trung đông người nhằm hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng. Điều này cho thấy cơn đại dịch này là vô cùng nguy hiểm, nếu chủ quan, hậu quả sẽ khôn lường. Tuy nhiên, một hành động ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra gây bức xúc trong dư luận. Tại Hà Tĩnh thì một số giáo xứ vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân, gây bất ổn về tình hình chính trị cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Tại giáo xứ Nghĩa Yên, thị trấn Đức Thọ, bất chấp lệnh cấm, linh mục Trần Đình Lai vẫn tổ chức hành lễ với khoảng hơn 500 người dân theo đạo Thiên Chúa tham gia. Còn tại giáo xứ Thọ Ninh, xã Liên Minh, có khoảng 150 giáo dân tham gia hành lễ. Các giáo xứ Đông Cường, xã Tân Dân, Kẻ Tùng, xã Bùi La Nhân cũng có hàng trăm giáo dân hành lễ. Mặc cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền vận động nhắc nhở các giáo xứ không tụ tập đông người hành lễ để phòng chống dịch Covid-19, nhưng các linh mục chức sắc, chức việc và bà con giáo dân vẫn không chấp hành. Trước tình hình này, huyện Đức Thọ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để nắm bắt thêm thông tin, tìm giải pháp và báo cáo lên tỉnh. Kính thưa quý vị, những ngày qua, người dân trên cả nước đang cùng nhau nỗ lực chống dịch Covid-19. Chưa bao giờ một Hà Nội tấp nập, một Sài Gòn vốn luôn nhộn nhịp với cuộc sống về đêm lại trở nên vắng lặng, ảm đạm như hiện nay. Khi hàng loạt những chỉ thị khẩn của chính phủ ban bố tạm ngừng tất cả mọi hoạt động, người dân hạn chế ra đường. Nhiều lao động thất nghiệp buộc phải về quê lánh dịch, lợi dụng đường xá vắng vẻ thì bắt lúc này các đối tượng cướp giật đã gia tăng một cách đáng báo động. Và sau đây là ghi nhận nóng của phóng viên chương trình về vấn đề này. Chỉ trong tuần đầu cách ly toàn xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ cướp giật táo tợn. Đường phố vắng người là cơ hội cho bọn tội phạm cướp giật, không ít người dân và khách nước ngoài trở thành mồi ngon, táo tợn hơn.
là các vụ cướp giật tại các cửa hàng, nhà dân khi các nơi này đều vắng người. Cửa hàng Bách Hóa Xanh ở quận Tân Phú hay nhà dân ở quận Bình Thạnh bị cướp tấn công là một minh chứng. Tôi đã có những điều tra cơ bản để khoanh vùng các các tuyến địa bàn mà có thể xảy ra là cướp và cướp giật cũng như là cưỡng đoạt tài sản các bọn tội phạm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu cho các băng nhóm thì chúng tôi đã lên danh sách, thống kê và có những cái biện pháp nghiệp vụ để khi mà các đối tượng này có nhen nhóm các cái hoạt động hoặc là về các cái tội phạm khác thì chúng tôi đã có những cái đối sách về nghiệp vụ để xử lý. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Công an thành phố mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm trong suốt tháng 4, ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát. Nhưng ở chiều ngược lại, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, hiện tại người dân cần hạn chế ra đường hơn bao giờ hết. Bây giờ đang mùa dịch là tôi không có đi ra ngoài, nhưng mà vì có công việc đột xuất nên tôi phải ra, rất yên tâm, tại vì là bây giờ ngoài đường là cũng rất là nhiều là cơ quan an ninh là đi tuần tra. Không nên ra đường vào đêm khuya, cẩn thận nhà cửa khi ít người, vắng người ở trong nhà là điều mà người dân cần chú ý đề phòng để không tạo điều kiện cho bọn tội phạm trộm cắp cướp giật ra tay. Đó là cách người dân cùng đồng hành với lực lượng chức năng ngăn chặn, đẩy lùi bọn tội phạm để yên tâm phòng chống dịch. Kính thưa quý vị, tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín, giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được xác định đã tử vong khi rơi từ tầng 14 của một chung cư ở huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn bè của nạn nhân cho biết rằng là chiều ngày 5 tháng 4, ông Tín đến nhà một người bạn sống tại chung cư trên để bàn công việc và khoảng 19 giờ thì nhận được tin ông mất. Điều bất thường là chung cư có lan can cao tới ngực, việc mà ông Tín rơi lầu là rất khó xảy ra và Công an huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng này. Được biết, ông Bùi Quang Tín ngoài công việc chuyên môn còn tham gia viết báo, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách, phát triển kinh tế, nhất là trong ngành tài chính ngân hàng. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình về sự mất mát to lớn này. Còn tại Bình Dương, xe ô tô mang biển kiểm soát là 61A33958 lưu thông trên đường đất đỏ hướng từ huyện Dầu Tiếng về thị xã Bến Cát, đang di chuyển thì bất ngờ mất lái lao vào bãi đất gần rừng cao su, lật nhiều vòng. Tài xế tử vong tại chỗ, 4 người còn lại trên xe cũng bị thương nặng, được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Được biết rằng là các nạn nhân đang trên đường đi đám giỗ thì xảy ra tai nạn. Theo công an thị xã Bến Cát, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không chú ý quan sát, tự chuyển hướng vào lề trái gây tai nạn giao thông. Xin được chuyển sang một thông tin nóng khác liên quan tới giao thông thưa quý vị. Sáng nay thì trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn Gò Đền thuộc xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, xe tải mang biển số là 51D60268 chở hàng đã đụng vào phía sau xe đông lạnh mang biển số là 79C09899 chạy cùng chiều rồi đâm vào giải phân cách. Hậu quả là tài xế lái xe tải đã tử vong tại chỗ, hai người trên xe cũng bị thương, đầu xe tải hư hỏng nặng, toàn bộ tôm đông lạnh đã đổ xuống đường. Và sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, lợi dụng những ngày cách ly xã hội, đường xá vắng vẻ, nhiều thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ đã có suy nghĩ ngông cuồng, tụ tập tổ chức diễn xiết trên nhiều cung đường đèo ở Đà Lạt vô cùng nguy hiểm. Thậm chí những đoạn clip rùng mình này còn được tung lên mạng gây bức xúc cho nhiều người. Tiếp nhận thông tin thì cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ hàng chục quái xế và sau đây là diễn biến chi tiết của vụ việc. Ghi nhận trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 7 thành phố Đà Lạt có ít nhất 4 thanh niên đã có hành vi giàn ngang, rú ga, ầm ĩ, đua lạng lách bốc đầu đã bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng bố trí chốt chặn bắt giữ. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, trong đó có cần sa, loa, 4 thanh niên dương tính với ma túy. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 5 thanh niên đang tổ chức tụ tập nẹt bô lạng lách. Các đối tượng có tuổi đời từ 17 tới 22 tuổi. Các thanh niên này cho biết là do mùa dịch đường vắng nên tổ chức đua vui chơi. Hầu hết xe máy tạm giữ của hai nhóm này đều được độ chế, xoáy nòng, thay ốp bô, thay đổi kết cấu kiện xe. Công an thành phố Đà Lạt cũng phát hiện nhiều clip nhóm thanh niên trên quay cảnh đua xe bốc đầu nẹt bô tại đường cao tốc Liên Khương Fren, đường quốc lộ, đường đèo Hồ Tuyền Lâm, khu vực gần đèo Fren. Các quái xế nhoài người nằm trên xe, phóng từng cặp với tốc độ 100 km/h, phía sau có đồng bọn cổ vũ rất nguy hiểm cho xe ô tô tham gia giao thông trên đường cao tốc. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang lập hồ sơ xử lý những thanh niên này. Mặc dù thời điểm này các cửa khẩu chính phụ trên toàn tuyến biên giới các nước như Lào, Campuchia với Việt Nam đều có quyết định tạm thời đóng cửa, tạm dừng xuất nhập cảnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và ngăn chặn khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, khu vực giáp ranh biên giới ở một số tỉnh miền Tây, tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến rất phức tạp.
Vừa kiểm soát phòng chống dịch, vừa đối phó với các đối tượng buôn lậu, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn. Và mới đây thì tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc địa bàn của tỉnh Kiên Giang, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã vừa bắt giữ hơn 6.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên tuyến biên giới, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phát hiện đối tượng nghi vấn. Tiến hành mật phục và nhanh chóng bắt giữ đối tượng khi đang bơi vỏ Composite có gắn máy nổ hiệu Yokohama từ ngã ba đầm Đông Hồ qua kênh Đậu Phộng, thu giữ 6.000 bao thuốc lá hiệu Hero và phương tiện di chuyển. Đối tượng được xác định là Lê Văn Phong, sinh năm 1978, thường trú tại khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Năm nào cũng vậy, thời điểm này được gọi là mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Thế nhưng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chiến sĩ mới cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về y tế, vừa phải đạt hiệu quả huấn luyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên của chương trình đến với đại đội 9 tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn bộ binh 887 Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh Quảng Ngãi tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành để thấy rõ hơn điều khác biệt của mùa huấn luyện năm nay quý vị nhé. Trung đội 3 hàng dọc, người cách người 20, hàng cách hàng 20, tập hợp. Hàng cách hàng, người cách người 2 mét, cán bộ chiến sĩ đều mang khẩu trang. Đặc biệt những bài huấn luyện diễn ra trên thao trường bãi tập như ném lựu đạn, bắn súng hay đánh thuốc nổ thì nay được tổ chức ngay trong đơn vị. Những cái nội dung ba môn tiếng nổ thì phải huấn luyện ở ngoài thao trường. Tuy nhiên trong điều kiện dịch thì chúng tôi huấn luyện tại đơn vị. Do đó chúng tôi phải bố trí lại cái hệ thống thao trường bãi tập cho nó phù hợp. Những cái nội dung huấn luyện thì chúng ta phải chia nhỏ, tập theo nhóm. Các chiến sĩ đều được đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày và rửa tay sát khuẩn. Trước bài giảng chính trị, các chiến sĩ cũng được nghe những thông tin cập nhật về tình hình dịch và cách phòng chống dịch COVID-19. Ngoài thực sự cũng như là bố trí thì em cũng như các đồng chí đang đơn vị là thấy được cái thực trạng như là cái hậu quả hiện tại mà đại dịch COVID đem lại. Cho nên bản thân tôi cũng như các đồng chí trong đơn vị thì cũng thực hiện tốt các cái biện pháp về phòng chống COVID như là rửa tay sát khuẩn hay là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Trung đoàn Bộ binh 887 đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho 169 chiến sĩ mới, thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên. Từng cán bộ chiến sĩ đều chấp hành tốt công tác phòng chống dịch. Trung đoàn cũng áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp để ngăn chặn các nguồn lây bệnh từ ngoài vào đơn vị. Động viên chiến sĩ liên lạc về nhà và phối hợp với địa phương là đơn vị không tiếp, không có cho gia đình lên đây để thăm. Và đến nay thì chúng tôi không tổ chức đón tiếp gia đình trong đơn vị, trừ những trường hợp đặc biệt. Một mùa huấn luyện rất khác với trước đó, những chiến sĩ trẻ đã có thêm những thử thách ngay trong mùa huấn luyện. Như thông tin cảnh báo về tình hình trộm cắp cướp giật trong mùa dịch COVID-19 mà chúng tôi đã đưa ở phần tin nóng vừa rồi, để minh chứng cho vấn nạn này, chuyên mục Camera Nóng đầu tuần hôm nay, Bích Hồng và Quang Huy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cận cảnh những tình huống như thế. Và như quý vị thấy thì nhiều nhà dân ở thành phố Hồ Chí Minh do diện tích nhà chật nè, lại sống trong hẻm nên vẫn có thói quen là để xe bên ngoài và không trông coi bảo vệ tài sản của mình. Và chính thói quen này mà nhiều người đã mất mát tài sản oan uổng, điển hình là vụ việc mà Camera Nóng vừa cập nhật ngay sau đây. Điển hình là vụ việc xảy ra tại một con hẻm thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trời nắng gắt, người dân hạn chế ra khỏi nhà. Tuy vậy, lại quá sơ hở khi để nhiều xe máy trước nhà như thế này, lại không có người trông coi, khiến một cặp đôi đạo chích nảy sinh lòng tham. Nam thanh niên này đã lấy trộm chiếc xe tay ga hiệu SH Mode mang bị kiểm soát 79Z143016. Do có nhiều người bên trong nhà, sợ bị phát hiện, không đủ thời gian bẻ khóa, nên hắn đã đẩy chiếc xe đi cùng với sự hỗ trợ của đồng bọn mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Vụ việc xảy ra vào ngày 3 tháng 4 vừa qua. Tiếp theo cũng là một vụ trộm xảy ra trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hai tên đạo chích táo tợn cậy cửa, đột nhập nhà dân giữa ban ngày. Thế nhưng may mắn cho khổ chủ là hàng xóm đã phát hiện ra sự việc. Thật là một hành động khôn ngoan của người hàng xóm, bởi quan sát kỹ sẽ thấy hành động không bình thường của người lạ. Hai kẻ này đang ngang nhiên bẻ khóa cửa giữa ban ngày như thế này. Thi thoảng có người đi ngang qua thì bọn chúng lại giả vờ như đứng chờ đợi bạn, nhưng sau đó lại tiếp tục bẻ khóa. Đến khi có một người dân phát hiện sự việc để mắt đến thì hai kẻ trộm liền tẩu thoát. Phải công nhận là trong những ngày vừa qua thì tình hình trộm cướp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá là phức tạp. Và sở dĩ Quang Huy nói như vậy bởi vì tiếp theo sau đây cũng là một vụ cướp nữa vừa xảy ra ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, tên cướp manh động giật điện thoại của một người phụ nữ khi chị này đang ngồi trước cửa nhà, nhưng may mắn là lấy lại được tài sản nhờ vào phản xạ nhanh của người chồng.
Hình ảnh ghi lại cho thấy người vợ đang ngồi trên xe bấm điện thoại trước nhà. Lúc này có hai đối tượng đi xe máy màu đỏ áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Người vợ lập tức truy hô rồi chạy theo. Nghe tiếng vợ la, người chồng ở trong nhà nhanh chóng chạy ra, leo lên xe máy rồi dí theo hai tên cướp. Thấy người chồng truy đuổi kịch liệt, sợ bị tóm, hai tên cướp đã quăng lại điện thoại để thoát thân. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh đâu mà vấn nạn trộm cắp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai những ngày vừa qua cũng rất phức tạp. Đơn cử là sự việc ngay sau đây, một đối tượng đã giả dạng thành người mua hàng rồi lợi dụng lúc sơ hở của người bán hàng đã ra tay hành nghề. Cụ thể ra sao, quý vị hãy cùng xem để cảnh giác nhé. Theo đó, tên cướp đi xe máy này đến giả vờ hỏi mua đồ, sau một hồi quan sát thấy đường vắng người, hắn ta tiếp tục phân tán sự chú ý của người bán hàng bằng cách nhờ người này lấy thêm nhiều món hàng khác để lựa chọn. Lợi dụng lúc người bán hàng không để ý, hắn đã giật chiếc giỏ sách rồi phóng lên xe tẩu thoát. Bị cướp, người bán hàng hoảng hốt kêu cứu, nhưng đường phố vắng người, không ai có thể hỗ trợ. Tiếp theo là một video clip về một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 3 người từ 3 hướng gặp nạn mà nguyên nhân xuất phát từ kiểu chấp hành luật giao thông nửa vời. Đoạn clip ghi lại pha va chạm mạnh trên con đường đông đúc xe cộ, người đàn ông đi xe máy sang bên kia đường thì bắt gặp một người khác đang đi xe đạp khá chậm. Cả hai bất ngờ bị đâm bởi một nam thanh niên đi xe máy từ hướng ngược lại. Những tưởng người đi xe đạp và người đi xe máy sang đường chỉ là nạn nhân, nhưng thực tế họ cũng là một phần nguyên nhân của vụ tai nạn này. Cú tông mạnh và đột ngột khiến cho cả ba bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Riêng người điều khiển xe đạp đau đến mức không thể tự ngồi dậy được. Những hình ảnh từ camera nóng cập nhật vừa rồi cho thấy cả ba người đàn ông đều có lỗi trong tình huống này. Người đàn ông sang đường thiếu quan sát, trong khi người đi xe đạp di chuyển ngược chiều. Còn thanh niên đi xe máy đi đúng chiều nhưng phóng khá nhanh. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 căng thẳng như hiện nay, doanh nghiệp ngừng sản xuất, trường học đóng cửa, vé số ngừng phát hành, kéo theo thu nhập của người lao động đi xuống. Từ đó, đời sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong cái khó thì tình tương thân tương ái càng thể hiện rõ rệt qua những nghĩa cử cao đẹp. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận không ít lòng hảo tâm ra sức vì cộng đồng. Thời gian qua, chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trở nên cấp bách và hết sức nguy hiểm. Mới đây nhất là lệnh cách ly toàn xã hội, ai ở đâu thì ở yên nơi đó. Điều này là cần thiết trong cuộc chiến chống dịch, mặt khác lại khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động bị xáo trộn. Khi bị dịch giờ thì công việc của tôi thì nói chung là cũng không có việc gì để làm hết á. Nên nhà thì mình ở nhà thuê, nhà mướn á. Nhưng mà bây giờ thì cũng không biết làm sao cả. Mình không có được cái nguồn thu nhập, nhưng mà mình vẫn phải chi tiêu rất là nhiều thứ trong gia đình. Bên công việc của mình thì cũng đang tạm dừng, cho nên là chi phí trong gia đình thì mình cũng gặp khó khăn đôi phần. Thấu hiểu gánh lo của người lao động, nhiều tấm lòng thơm thảo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có những hành động đẹp, thiết thực nhằm san sẻ trong giai đoạn khó khăn. Từ đầu tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh như thế này cùng lời nhắn: nếu bạn khó khăn, hãy lấy một phần, nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác, được sự hưởng ứng và chia sẻ tích cực từ cư dân mạng. Trong đó, địa chỉ số 155 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm rất lớn. Mình chia sẻ trên Facebook thì vô tình không nghĩ là nó lan, cái sức chia sẻ nó mạnh như vậy, rồi hôm qua gồm cả ngàn người like, rồi nhiều người vô comment inbox rồi xin số tài khoản này nọ, nhưng mà mình có nói luôn là mình không có, mình ưu tiên nhận hiện vật thôi, mình không nhận hiện kim, tại vì cái việc này là ưu tiên tự gia đình tự bỏ ra, rồi cho nên là hạn chế là nhận hiện kim, chỉ nhận người thân quen thôi, để tại vì nó cũng là nhạy cảm á, mùa dịch nè, rồi xong rồi không ai đi làm được, rồi vé số cũng ngừng phát hành luôn, thì mấy cô chú già rồi cơ nhở không có nghề nghiệp á, họ không khó khăn trong mùa dịch này, thì gia đình mình muốn hỗ trợ một phần nào chút sức nhỏ cho giúp mọi người trong cộng đồng vượt qua cái khó khăn này thôi, làm tới hết sức có thể thôi, thì còn quyên góp còn được thì cứ làm ráng kéo dài được trong 15 ngày mà nhà nước chính phủ ban là tạm cách ly toàn xã hội á, thì mình sẽ ráng kéo dài được 15 ngày đó. Mua phát khoảng 150 phần quà, là khoảng 100 gần 200 kg gạo với lại mấy chục thùng mì á, cứ mỗi lần cái là 5 gói mì, 2 kg gạo, 5 gói mì với một cái khẩu trang. Với hôm qua là có sữa, có cháo nữa. Từ ngày có cơ sở từ thiện trên, dân nghèo trên địa bàn giảm gánh nặng, món quà tuy không nhiều nhưng phần nào giúp họ có bữa cơm no, lá lành đùm lá rách. Người dân tuân thủ đúng tiêu chí nhưng xuất quà cho những ai thật sự khó khăn. Ông bán giấy số là cũng lâu rồi, ông nói nghỉ bữa nay thôi, để mình khổ người ta giúp mình rồi mình cảm ơn nhiều.
được về cho mấy đứa cháu nè. Khó khăn không có việc làm á, lớn tuổi rồi, 70 mấy cảm thấy là vui mừng. Có nhiều chỗ mà từ thiện làm vậy đó. Nhiều tiệm ăn quán cơm bị dừng hoạt động trong thời gian này đã tổ chức phát cơm từ thiện, chăm lo bữa ăn cho dân nghèo. Điển hình là quán cơm chay Bình An, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh được biết quán cơm sẽ duy trì trong suốt 15 ngày cách ly toàn xã hội để phục vụ cho bà con. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam đang gặp khó khăn một chút xíu, thì bên quán chay mình có một cái chương trình thiện nguyện, đó là phát cơm miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không bán nữa. Cho tất cả mọi người, người già neo đơn, người cơ nhỏ, những người gặp khó khăn trong cái mùa dịch Covid này. Về hướng dẫn phần nhận quà thì bên mình có được Ủy ban Nhân dân phường 6 hỗ trợ các anh dân quân tự vệ xuống để mà điều động giúp đỡ mọi người nhận quà. Mạnh thường quân từ khắp nơi trong nội thành đã ủng hộ gạo, thực phẩm và hiện kim giúp quán có điều kiện tiếp tục công việc ý nghĩa này. Qua trên Facebook á, thì tôi thấy là cái quán này đã phát cơm từ thiện cho những người khó khăn, cũng như mấy cô chú anh chị bán vé số đó, thì tôi chủ động đấy để hỗ trợ cho cái quán này để hưởng ứng một phần nhỏ bé thôi, mà mình cảm nhận được cái sự thiếu thốn của những người nghèo khó khăn để cùng nhau để qua mùa dịch bệnh này. Mình đi ngang qua thấy trong cái tiệm quán chay Bình An đó làm một cái công việc như vậy rất là ok. Mình thử ra mình đi qua dọc đường, cái mình cũng góp một chút xíu. Thấy như vậy mình rất là cảm động, rất là vui vẻ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động, các phía lãnh đạo cũng có những chính sách chăm lo hỗ trợ, thường xuyên thăm hỏi tình hình, đề xuất với chính quyền thành phố kịp thời giải quyết khó khăn cho người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú đã trao hơn 500 phần quà và hiện kim cho người lao động trên địa bàn quận. Đất nước khó khăn, dịch bệnh hoành hành, nhưng sự đoàn kết của dân tộc khó mà đánh bại. Giữa trận chiến căng thẳng, tấm lòng tương thân tương ái trở thành vũ khí chống dịch mạnh mẽ. Vâng, đúng là đối mặt với những khó khăn do cơn đại dịch Covid-19 gây ra, chúng ta mới thấy được trong những biến cố lịch sử ấy, tinh thần tương thân tương ái, sự hỗ trợ các tổ chức cá nhân là vô cùng trân quý. Và đáng ngưỡng mộ khâm phục hơn nữa là không chỉ có người lớn mới có sự đồng cảm sẻ chia với cộng đồng, mà các em nhỏ, dù chỉ mới là học sinh tiểu học, cũng ý thức rất rõ về sự sẻ chia, cùng nhau đẩy lùi đại dịch theo cách của riêng mình. Và chúng tôi cũng xin được trích lời một bức thư của một em học sinh đã gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, có nội dung rất là dễ thương như sau. Con tên là Cao Nguyễn Bạch Dương, học sinh lớp 42 trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi. Do dịch bệnh nên con không đi đâu. Hôm nay con viết lá thư này là muốn gửi đến các bác sĩ một lời động viên, và con cũng muốn gửi một số tiền nhỏ vào quỹ phòng chống Covid-19. Con không ra ngoài nhiều, chỉ ở trong nhà. Cuối thư, con muốn chúc các bác sĩ, y tá giữ gìn sức khỏe, cùng chung tay đánh tan Covid-19. Và kèm theo nội dung bức thư là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của đất nước Việt Nam, và số tiền là 1.052.000 đồng được em bỏ ống heo tiết kiệm, thưa quý vị. Những hành động đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ của chúng tôi hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.